Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối ngày 21 tháng 6 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 6, đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện do đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng hoa chúc mừng cán bộ viên chức, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Trao tặng lãng hoa tươi thắm của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện chúc mừng toàn thể cán bộ lãnh đạo nhân viên của đơn vị. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chúc toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trò chuyện thân mật với tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện biểu dương ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tập thể đơn vị trong việc tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá với vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có những tin bài chất lượng, góp phần tích cực nhằm truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và của huyện đến người dân, đặc biệt là tuyên truyền kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Đã xây dựng được nhiều chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền đa dạng kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phê phán đẩy lùi, thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới, đồng chí Đàm Công Lợi yêu cầu Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng thêm các chuyên trang, chuyên mục, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và của huyện Quốc Oai tới độc giả, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, không ngừng bám sát địa bàn, hướng về cơ sở để có nhiều hơn nữa những tin nóng, bài hay cũng như những phân tích chuyên sâu, góp phần định hướng dư luận, phản ánh kịp thời những vấn đề được nhân dân quan tâm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin tưởng mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị để tiếp nối những truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, xứng đáng với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân. Thay mặt cán bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, đồng chí Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trong suốt thời gian qua. Đồng chí hứa trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục xác định nhiệm vụ tuyên truyền luôn đi trước về sau, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sóng phát thanh, cổng thông tin điện tử của huyện và trên trang fanpage. Phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực với nhiều loại hình thông tin báo chí, đảm bảo nội dung tuyên truyền đúng định hướng, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị và chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nhiều cơ quan đơn vị địa phương trong huyện cũng đã đến thăm tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn đối với những người làm báo của huyện nhà. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành các xã, thị trấn đã trao tặng những lãng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng và tình cảm tốt đẹp nhất tới ban lãnh đạo, các đồng chí phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm, đồng thời biểu dương đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, xã, thị trấn trong công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Đặc biệt trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã bám sát chỉ đạo của các cấp trong thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế, làng nghề, việc sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an ninh quốc phòng.
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành các xã thị trấn mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, đóng góp tích cực vào việc phát triển của huyện. Thay mặt cán bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, đồng chí Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, các xã thị trấn trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Tích cực nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tuyên truyền, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân trong toàn huyện. Sáng ngày 21 tháng 6, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập khối giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2024 tổ chức khai mạc kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc kỳ thi. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2024 nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của huyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ mới, tạo môi trường lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức ngành giáo dục nói riêng có cơ hội tham gia công tác lãnh đạo quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu hội đồng làm việc công tâm, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật để tuyển chọn được những ứng viên ưu tú nhất vào vị trí lãnh đạo, quản lý và chúc các ứng viên bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình. Theo đó, trong kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm nay, huyện Quốc Oai có 22 thí sinh tham gia dự thi ở 8 vị trí cụ thể: Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Mỹ B, Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nghĩa Hương, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Thán, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cộng Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phú, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Đông Yên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Tuyết Nghĩa. Sau buổi khai mạc, các ứng viên thực hiện bài thi viết diễn ra 180 phút. Hội đồng tiếp tục tổ chức phần thi trình bày đề án đối với các ứng viên có số điểm đạt yêu cầu theo quy định trong thời gian tới. Bản tin tối ngày 21 tháng 6 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.